Mến chào anh em ha, đây có chiếc Ford 4000. Nó ve lại để xuống ruộng nè. Rồi ve lại luôn, ve lại luôn. Ford 4000 55 HP. Anh em thấy không? Ve lại luôn, ve lại luôn. Rồi xuống ruộng luôn anh em ơi. Tới luôn anh ơi. Tới luôn, tới luôn. Nó chở cái mọt nhỏ ha, mà nó chắc có 3 tấn à. Chất đầy mì thì nó nặng hơn. Cái đường nè, có đi. Tới luôn anh ơi. Tới luôn, qua luôn nè. Qua luôn, qua luôn. Xuống luôn nè. Xuống luôn, có đi ha. Lội nó chạy ngược khó lắm này, chạy rất là khó ha. Còn 4000 coi nè, bơi cái bánh qua nè, bơi 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 cũng á, nó bơi nè, nó đó, rồi bèo qua, bèo qua còn mấy đám mì ở đây nữa, nó xuống chở mì nữa nè, bơi bánh, rồi coi nè. Gửi tiền đô về phải không? Đó, anh em thấy không? Dắt mì lên cái một của xe này ha. Đây là Belarus 825. Chiếc này nó về về là để làm gì nè? Trời lên mì ha. Lên mì. Wow, nó nè, bơi lên trước. Mỏ mì lên anh em ơi. Ồ, cái bánh nó chà chà nó thơm quá. Bánh nó chà chà ha. Kho 4000. Lên đồng tỉnh Tây Ninh ha. Lên trên luôn. Đó, đây có cảnh em rất mì. Đi tà tà về trên kia ha. Hình cho anh em xem. Chiếc này 825. Nhưng mà nó đang theo chiếc Ford 4000. Bò này nó tè le luôn nè. Đang theo chiếc Ford 4000 ha. Ghi hình, ghi hình. Anh em xem.